Các bạn cùng coi lại bàn thắng của Jesse Yondo nha. Wow, Yondo là hat trick. Đó, không chơi bóng đơn giản và suýt thôi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục như giống như video kia thì video này mình sẽ đối đầu với một câu lạc bộ. Thì câu lạc bộ mình nghĩ là câu lạc bộ này mạnh nhất, là câu lạc bộ này nó mạnh nhất đời game luôn đó bạn. Thì câu lạc bộ này nó năm sau mình sẽ cho bạn coi đội hình của câu lạc bộ này nha. Thì tên của câu lạc bộ này thì mình không biết đâu, nhưng nghĩa là cuối trận đầu tiên thì phải á, mình cũng không biết nữa. Và mấy cầu thủ này thì toàn là sĩ số của họ là trên 90 trên 90, với bộ ba là 90 90 96. Và mấy cầu thủ này thì không có bán và mình cũng không mua được. Và mình sẽ đối đầu với một câu lạc bộ này, thì câu lạc bộ này nó tới năm sau nữa và nó cũng ngang tài ngang sức với mình thôi. Nhưng mình nghĩ thì chiến thắng thì cần tới chiến thuật và khả năng chơi của mọi người thôi. Ok, mình sẽ sắp xếp đội hình của mình để đá với đội hình này nha. Mình nghĩ là đội hình bên này đá với chiến thuật là 4-3-3, với 4 hậu vệ, với 3 tiền vệ, với 3 tiền đạo, là mình biết rồi. Thôi mình sẽ sắp xếp đội hình đá với câu lạc bộ này nha. Mình sẽ thay thủ môn Buffon cập nha. Pique mình sẽ hồi sức. Rồi, mình sẽ sắp xếp đội hình là 4. Mình sẽ sắp xếp đội hình là gì ta? Đội hình là mạnh nhất ta. Mình sẽ sắp xếp đội hình là 4-2-3-2 đi nha. Với ba hậu vệ, Berlin mình sẽ cho nó đá lên tiền vệ cánh luôn nha. Hoặc mình sẽ thay Berlin ra, mình sẽ thay cho Busquets đá cánh, đá chỗ Iniesta. Mình sẽ thay Ronaldo vô, Ronaldo đá cánh với Messi nha. Messi đâu? Messi đây. Thì trận trước Dortmund với Tottenham thì So Min vừa mới ghi bàn, nên trận này mình sẽ cho So Min vô trận nha. Không biết So Min có ghi bàn không nữa, mình sẽ thay Itamujic ra. Còn tiền vệ phòng ngự thì mình sẽ thay Adoyamsi vô. Rồi trận này mình sẽ không cho Ozil đá nha. Rồi mình sẽ xếp về đội hình Luka Modric tiền bóng cái này. Rồi, rồi chuẩn bị rồi, đội hình dậy là ok đó, mình sẽ vô trận. Hay là mình sẽ xếp lại đi, Iniesta ra thay cho Ozil đi. Ozil đá tiền đạo trung, Ozil đá tiền vệ trung tâm. Rồi đội hình này được rồi đó. Còn trận mình cũng nghiêng về tấn công nha. Rồi vô trận rồi. Ok, và đây là trận chung kết của MVK Channel với câu lạc bộ mạnh nhất đời game Liverpool Soccer nha. Và hai đội bóng đang ra sân. Không biết trận này thì đội nào sẽ thắng được. Buffon đang khởi động. Ramsey, Ozil cũng đang khởi động. Và đội hình của bên MVK Channel là 4-2-3-2. Và đội hình bên cầu thủ của đội game là 4-3-3. Rồi, hai đội trưởng của họ đang chuẩn bị bắt tay là giam mối với đội trưởng số 6 bên kia. Rồi, hiệp đầu tiên thì bên mình sẽ hưởng pha chuyền trước nha. Messi. Rồi, Ronaldo shoot. Ủa, cái pha này mình shoot lên trước là mình đã có bàn thắng rồi. Đó, tại cái pha dứt điểm thì mình hơi dở một chút, nhưng pha chuyền thì mình chuyền khá hay đấy. Son đang chạy. Mày chạy bằng Son à? Son hôm nay có thể thuận bằng hai chân giống như Messi đó. Ở Messi thuận chân trái mà. Hay quá Messi. Quá. Bên này đá hay lắm, đá phát sinh tốt nữa. Ronaldo hay quá các bạn ơi. Mình đã ghi một bàn cho pha lập công của Ronaldo. Các bạn coi lên một lần kiến tạo của Messi nha. Messi kiến tạo xong Ronaldo ghi bàn. Messi Ronaldo không chơi bắn chút nhẹ nhàng đơn giản mà đã có bàn thắng. Đó, mình nói là Messi và Ronaldo lên đá cánh với nhau thì là số 1 rồi đó.
Mình không biết sau này Ronaldo với Messi có đá chung một đội không nữa. Và đây, hay đây. Rồi bên đó đang cầm bóng khá chắc đấy. What? Yamot. Yamot vẫn chưa lấy được bóng. Được rồi, sút lên Yamot. Ronaldo. Chuyền lên Messi. What? Messi lùn quá không lấy được trái bóng. Hay đây. What? Messi. Messi, Ozin. Ozin chuyền cho Ronaldo, hay quá, một đường chuyền tốt của Ozin. Và Ronaldo đã lập được cú đúp. Thì các bạn coi lại một đường chuyền của Ozin nha, một đường chính xác cho Ronaldo. Đi lên Ronaldo cứ việc chạy. Thì Ozin và Ronaldo từng đá chung với nhau tại Real Madrid nha, và ở Real Madrid thì Ronaldo và Ozin phối hợp cùng rất tốt đấy. Ozin kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn. Và đây ra được gặp lại. Và mình đang giành chức họ với tỷ số 2-0. Ronaldo chưa gì đã làm được cú đúc. Rồi Ramsey đang lấy bóng nhưng lấy bóng không được. Ramsey sút lên Ronaldo. Đừng nói Ronaldo hất kích nha. What? Mình không được hưởng một pha lên tay luôn. Bên kia chơi chân mình, trời ơi, trọng tài kỳ vậy, không có công nghệ va sao? Chút nữa Ronaldo đã lập được hat trick rồi. Piqué chuyển cho Ronaldo, Ronaldo chuyển cho Messi chuyển cho Lucas Modric. Hay quá Lucas Modric. Một pha sút góc hẹp của Lucas Modric, các bạn coi là một bàn thắng của Lucas Modric nha, do một pha lùm xộn. Và Lucas Modric đang đi bóng sút ở một góc hẹp khá hẹp đấy, nhưng anh vẫn ghi được bàn các bạn. Quay lại cận cảnh của bàn thắng của Lucas Modric nha. Đó, đơn giản thôi. Thì anh có tài mà. Mình đang giành chức họ 3-0 nha, với pha lập công của Ronaldo. Thì hiệp 1 thì phút bù giờ là 2 phút nha. Chưa hết giờ sao? Hết giờ này. Biết mà. Thì hết hiệp 1 thì mình đang giành chức họ với tỷ số là 3-0 do pha lập công của Ronaldo và Lucas Modric. Thì hiệp 1 thì bên đó kiểm soát bóng tốt hơn mình nha. Rồi mình sẽ bắt đầu vô hiệp 2 nha. Rồi mình sẽ không thay đổi cầu thủ nào hết. Hy vọng hiệp 2 mình sẽ ghi thêm nhiều bàn nữa. Ronaldo, Ozin. Hay quá, Ozin chỉ cho Messi. Rồi, Messi sút nhưng bị cầm phá rồi. Và Mot hay lắm, chìm lên Messi. Rồi, Messi không chơi bóng xong sút nhưng đã bị bắt bài. Mình sẽ ghi thêm. Alaba chìm lên Messi. Phút quét. Thì một thì phút quét không để lại quá nhiều dấu ấn nha. Alaba, Ozin. Rồi Ozin, Messi chìm không để ý người. Phút quét. What? Một đường chìm hơi lùng xộn một chút nha. Thì hiệp 2 lên tới phút 7 mấy rồi. Thì hiệp 2 bên đội bóng bên kia đá rất mạnh và không chế bóng nhiều hơn mình rất mấy lần rồi. Sẽ dùng bút quét hay quá căng. Ronaldo đã bị điệp vị. Các bạn có một pha điệp vị của chiếc Ronaldo nha. Và đây có thể là điệp vị chính xác rồi. Rồi không cãi gì nữa. Bên kia có một sự thay đổi người. Sergio Busquets đã lấy bóng. Sergio Busquets đã tìm về phòng ngự khá là hay đấy. Ronaldo. What? Ronaldo không thể lùi qua một cầu thủ đối phương. Ozin. Ozin không thể chuyền tới chân của Ronaldo. Thì hiệp 2 mình khá bế tắc đấy.
Ronaldo. Hay quá bạn ơi, Ronaldo hat-trick. Các bạn cùng coi lại bàn thắng của Chelsea Ronaldo nha. Wow, Ronaldo là hat-trick. Đó, không chơi bóng đơn giản và suýt thôi. Ronaldo rất hay đấy. Ok. Bên kia có một sự thay đổi người thứ hai. Và trận đấu chỉ còn lại đến phút bù giờ. Thì phút bù giờ hiệp hai là 3 phút. 3 phút mình có thể ghi được một bàn nữa hay không đó. What? Trận này thì Son Heung-min không ghi được một bàn nào nha. Thì kết thúc trận đấu của mình đã được 4 cái và mình đã nhận được cúp. Đó, các cầu thủ đang chạy tới ăn mừng. Ăn mừng vừng vì trước vô địch cúp thế giới. Cúp này giống cúp cạn bình lít ra, giống như nó nhỏ thôi. Và mình đã chiến thắng với đội bóng mạnh nhất đội General Soccer và cầu thủ hay nhất trận đó là Chelsea Ronaldo với pha lập công là hat-trick với một pha bóng của Luka Modric nữa. Thì kết thúc trận đấu và mình sẽ dõi bản coi cái này này. Đối đầu cái này xong mình sẽ gặp cúp, cái này là cúp. Mình sẽ gặp bản sao của mình. Đây là bản sao của mình này. Đó. Bản sao của mình thử thay đổi một cầu thủ nha. Ví dụ mình thay Buffon ra thay cho Toni Kroos cùng nha. Bên này vẫn là Toni Kroos. Nếu như các bạn thích mình quay video đá với đối đầu với mình thì các bạn cứ comment ở phía dưới nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy video này hay hãy like, chia sẻ nha. Và các bạn nào chưa đăng ký kênh mình thì đăng ký kênh mình nha để nhận video hay nhất từ mình nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Whoa, come on guys, subscribe right now.